mình tới thế giới hắc ám rồi hả pháp sư? Đúng rồi. Sao em thấy nó sợ sợ sao á? Chị cũng sợ. Cái gì? Pháp sư ngồi sao ma? Ờ, sao? Giỏi lắm. Sao mà nhiều quá nhở? Ăn được sống không à? Dơ quá à. Đã dơ mà còn nhiều nữa. Em đếm sơ sơ là mấy thằng nữa. Mấy 20 thằng hả? Ờ. Tụi mình mấy thằng? 4. 4 thằng à? Vậy giờ sao? Yên tâm, pháp sư đã có cách. Cách gì á? Hả? Nhưng mà vậy nè, đúng nhận sai cãi. Không biết trò này có thành công không, nhưng mà nó vui nha, giống như tương tượng nha. Tương tượng nãy vậy. Ủa mà pháp sư, mình giả dạng làm zombie chi vậy? Trời, vậy cũng biết nữa. Hả? Mình phải là zombie. Hả? Mình vô hỏi cái tội zombie đó. Hả? Là cái anh zombie ở đâu? Để nói chuyện mình. Sao đó thì mình sẽ... À, hay hay quá. Pháp sư ơi, em thấy lạnh sống lưng quá. Hả? Lạnh sống lưng cái gì? Ý mày có ma đúng không? Trên đời làm gì có ma. Hai mày sợ đúng không? Sợ rồi. Em làm gì sợ đâu. Không sợ. Vô. Vô. Đã hết tập này rồi, các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để đón xem tập tiếp theo nha. Nhớ ủng hộ team tại shop áo thế vũ.com. Cảm ơn các bạn rất nhiều.